Của câu tóm bởi xin chào các cụ nhá. Báo cá cho thằng chủ quyền nhá. Đây rốt cái gì? Sao cân mà? Đấy cho vào con nữa. Bây giờ đang rất phê, đang chạy xiên sang mấy cần rồi. Bỏ dần vào đi em ơi. Chạy rất xa rồi. Mày bỏ ra bẩu nhiều, ta bỏ rồi thằng bẩu bao giờ cũng chết ngoài, ai được thằng hiếu, nó có duyên thì kẹo mày, chán. Anh biết con này có ai đây anh? Hả? Con này có ai đây? Chị. À con này con ấy rồi, của nhà Hồ lấy tối qua rồi. Câu này có mất tiền nữa đâu. 500 mấy cái vừa nay câu vào đúng ô nhá, đúng ô 13 là được vào đi một vé câu, một vé combo 4/8 nhá. Hòa ăn ra con này mà cá cuối. Con cuối nữa là ăn ra. Mà giờ làm con 14 15 cân thì con to nhất mà ăn được hai giải. Ôi giời ơi, lên rồi. Xúc đi. Ui, to lắm. Ủa con này 8 cân, 9 cân, 8, 9 cân rồi. Ôi, đúng rồi. Anh 10 cân nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đi nó chạy vào trắng nhá, chạy vào trắng là nó bắt lấy là anh luôn đấy. Nó đéo được nhìn chứ nó đéo được mà đi. Mất. Còn đấy. Và hai con rồi thì bố trí thôi của nó được sao? Cứ dứt lên thế, đéo chạy đâu. Rồi dứt khoảng cỡ. Trang mừng trên trang đấy anh phê rồi, thế là phê rồi đấy, cầm tiếp thôi. Con này nó dễ từ sáng giờ nó mới vào đâu. Gái ai to nhất thôi. Báo cáo anh em nha, đúng ô 11 nha. Ô 11 là mình đã bảo là ô anh em tưởng là xấu nha, không xấu một tí nào. Hai thật kèo không? 10 cân rưỡi. 10 cân đánh trên này. Bốc lên một. 10 cân đánh trên. Mười cân đánh trên. Bảo ơi, mày thấy nó câu này mà mày câu cái đồ quầy đi. Mày biết câu á nhỉ? 8 cân đánh dưới. Đúng rồi, 8 cân đánh dưới đâu an toàn đấy. 8 cân đánh dưới ông nào đấy không? An toàn đấy. 8 cân thì không hết. 8 cân thì không hết. Ôi giời ơi. 10 cân 47. 14 3. Không qua được. Để xuống xem nào. Để xuống xem nào. 10 cân 43 hay là 14 cân? 14 năm. Nên là mình tặng vé combo rồi anh em, con 10 cân 4 năm nhá. Con cuối này em ạ, thêm mày nhất mấy giải đi. Tạm thời đang là cuối cùng nhá. Với bạn là đúc 2 giải luôn. 3 giải luôn. Con cá đầu cuối cùng.
to nhất trượt. Cuối cùng nó không mất tiền nhưng mà được con cá, xong giờ này được con chưa đã hết giờ đâu mà cuối được. Đặt vào đây, đặt vào đây nhanh còn tạm thời đang là dẫn con cá cuối và giải combo. Combo lồn đùa vãi lồn kìa. Ông ổ này dậy từ sáng rồi. Ủa em dậy từ hôm qua rồi em dình thế mà béo đẻ kìa. Thở từ sáng ra rồi. Mà đi đánh được cho thằng Hiếu đi hoặc là đánh với thằng một nơi chứ đánh này. Ở này chưa thấy gì à? Đấy, ông đây à? Dạ, sao mà ông đừng có quắc nữa, đập ổ của tôi à? Ờ, xin chào anh em nhá. Quắc ổ người ta cũng quá.